Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Tập 3: Phương tiện gần gũi chúng sinh và hàng phục tập khí. Con kính chúc thầy luôn khinh an, con kính chúc huynh đệ tỷ muội luôn thanh tịnh cát tường ạ. Mấy ngày qua khi nói chuyện tâm sự với một số tỷ muội, lòng con có nhiều biến động, chưa tìm được ra phương pháp điều phục cảm xúc nên vẫn kết giao cùng phiền não, con cảm thấy rất xót xa. Nay con xin nương nhờ nơi pháp thầy và những trải nghiệm của bản thân con kính xin phép thầy cho con được bày tỏ một vài phương tiện nhỏ bé giúp phần nào gỡ rối cho những tỷ muội đang gặp ạ. Nhận lỗi sám hối kết quả mong đợi khi mới tu, con nghĩ sai lầm rằng tu là công phu cho tốt, nhưng đối với cảnh gia đình có chuyện thì con nhận thấy con tu chưa đúng nghĩa ạ. Một, gặp cảnh. Trước đây khi chồng con, người thân trách móc hoặc đụng chạm đến mấy việc tu tập hay ăn chay của con, chạm đến lòng tự ái, lòng ấm ức, mặt con đổi sắc sân giận. Trước đó khi nghe pháp thì gật gù tự giận lòng, học phải hành nhã nhặn như lời thế. Nhưng khi đối với cảnh thì mới thấy tập khí tệ hại trỗi ra và xét thấy con chẳng hề có chút định lực nào. Hai, nhớ pháp. Con tiếp tục nghe pháp, con đã vạch ra những bảng tội trạng của mình. Tội chưa biết dung hòa gia đình do tham mà ra, làm người thân dễ phát ra lời khó chịu. Bà vận dụng thực tế, ngay lúc đó con vận dụng như sau: im lặng hít thở sâu 10 hơi, lùi về phía sau nhà, khẽ soi gương thấy vẻ mặt hừng hực khó chịu, ôi ai mà cảm được nhỉ. Rửa mặt, tự hạ nét mặt dịu xuống, uống một cốc nước thật chậm, nghĩ đến Bồ Tát, xin sám hối với chồng con rồi thay mặt chồng của con sám hối lại với con. Hoặc có hôm con đứng ngay trước mặt người hàng xóm đang giận đó, con âm thầm nhìn vào người đó mà sám hối thay ngay luôn ạ. Hoặc có ngày cha mẹ hay mọi người trong xóm ngoài chợ gây nhau, con cũng luân phiên sám hối giúp như vậy ạ. Việc sám hối này cần phải được thực hiện ngay, vì nếu để vài phút sau biến ác khẩu lan tràn linh láng, tổn thương nhau không cách chi cứu vớt. Nếu để chồng, cha, người thân mà giận thì ra khỏi nhà rồi đi nhậu, gặp bạn bè nói ra nói vào có thể bị kích động hoặc đi trên đường nguy hiểm. Còn sám hối không ngừng như thế đến khi không khí ôn hòa, con bắt đầu vui vẻ nhận lỗi, đồng tình về việc mình xứng đáng bị trách bằng cả tấm lòng yêu thương thật sự. Hôm nay em tệ quá, anh nói đúng, em xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhé. Em sẽ rút kinh nghiệm không để cho anh có cơ hội nổi giận nữa. Sau đó, con cảm ơn đã nói ra cho con hiểu, rồi đem sữa chua trái cây mời cả nhà cùng ăn vui vẻ. Kết quả, cách âm thầm sám hối này là công đức bất bại của con và một số tỷ muội ở trong thời gian qua ạ. Hòa giải thật nhanh, khi tự hạ mình vui vẻ sám hối rồi, con không còn cơ hội nổi giận được nữa. Khoảng vài lần diễn ra như thế, dần dần tập khí đó chẳng cần ngó ngàng đến nữa. 2. Nhận diện tập khí ăn sâu. Trong các tập khí, con sợ nhất là tập khí ngã mạn, cao mạn với người thấp bé hơn mình, hoặc tự ti thái quá với người cao hơn mình, lại còn tham sân si. Nhưng làm thế nào để biết mình đang phạm giới? Nên nghe kỹ các bài pháp thập thiện. 1. Tham. Làm phước vì tham công đức, như hồi hướng hết cho chúng sinh, nhưng rồi vẫn nghĩ đến công đức nhận lại được gấp trăm ngàn như kinh Địa Tạng đã dạy, nên vì tinh thần nên mới hồi hướng hết, chứ thật tâm không muốn hồi hướng hết đâu, vẫn băn khoăn mong cho thân quyến nữa, đó là ẩn tham. 2. Sân. Nếu mọi người cứ góp ý kiến không thuận lòng nhưng vẫn nói cảm ơn cho lịch sự, kiểu bằng mặt không bằng lòng, đó là ẩn sân. Si. Muốn được mọi người thấy tâm mình cao cả, đang mở vòng tay yêu thương nên hàng ngày thể hiện hỏi thăm, chào chúc theo phong trào, thật chất trong tâm chẳng muốn nhưng vẫn đối đế, mong cầu được quan tâm lại, đó là ẩn si. Thầy luôn dạy chúng con, tu trước hết phải sửa tâm tính, nếu còn nghĩ về mình và thân quyến, tu để cầu cho bản thân giải thoát, mới tu được ít, chia hồi hướng ra nhiều hướng, mong cho hoa sen của mình nở. Còn chúng sinh thì sao? Họ không có ai dẫn dắt, thì họ sẽ ra sao? Hoặc tụng chú để mục đích mong mình tăng trưởng công đức trí huệ, thì đây là tham nặng. Vâng thầy ạ, trước đây khi chỉ nghĩ và hồi hướng cho tương lai kiếp sau của mình thì lòng con nó không hoan hỉ ạ. Chỉ hồi hướng cho mình một ít thôi nhưng vẫn thấy ích kỷ chen ngang.
Lòng hổ thẹn không khế hợp với tâm Bồ Tát, nhưng sau thời gian dài con không hề nghĩ một tí nào thì thầy bảo con, hoa của con đã nở rồi. Nên từ đó con luôn dặn lòng, cứ hết lòng, tâm mở, sen nở. Bài 49 thầy khai thị, tất cả mọi việc do tâm tạo. Nếu sống quên mình thì được tất cả, còn nếu vì mình thì mất tất cả. Một lần khác con được thầy dặn, hãy cẩn thận các tập khí, nó luôn ở trong con, chẳng qua là nó chưa có cơ hội được trổ ra thôi. Không phải nó dễ dàng mất như vậy đâu, trừ bậc giác ngộ, con xin khắc cốt ghi tâm ạ. Mỗi buổi sáng vấn an ngài con tự hỏi, mỗi ngày trôi qua con đã bỏ bớt tập khí nào chưa? Kính thầy. Mục 3. Kỹ thuật hạ gục tập khí. Sau bao ngày con xấu hổ vì tu mà tâm dao động, giao du với tập khí xấu xa đó, con tự nghĩ, pháp dạy rõ như thế, sao con không áp dụng được? Phải chăng con quá dễ dãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nó ăn sâu vào huyết não của con? Hoặc quá tự ti, im lìm, dẫn đến thụt lùi mà con nào biết? Ví như sau khi nghe pháp, đọc bài của mọi người, con cảm nhận hay nhưng vẫn luôn im lặng, không trao đổi với huynh đệ biết. Vì luôn tự ti, tự đánh giá thấp mình, nên ngày qua ngày thành u lì và chậm lụt ạ. Nếu trước đây con im lặng không dám viết hay dám thơ chuyện với thầy, với huynh đệ thì bây giờ con chẳng thể nào lớn lên được. Con từng luôn tự trách mình rồi than thở với Bồ Tát, thấy con tệ hại, tu mà không điều phục được bản thân, phiền não vọng tưởng triền miên. Hoặc ngược lại, mới làm được một tí đã ngã mạn, tham sân si nổi lên ngất trời, tham khen, tham tu nhanh, ganh tị với những người được tán thưởng trong đơn vị. Nhưng không phải lúc nào cũng thấy được cái ngã lộ ra mà sửa ngay được, nó vi tế lắm. Có một lần, con sau khi hoàn thành thời khóa xong, nhưng còn nhiều thời gian, con nghĩ bụng, này lễ thêm 500 lạy, để ngày mai lễ 100 lạy, rồi cộng lại chia đôi, rồi báo cáo cho có vẻ đều, vì ngày mai đi có việc. Ôi sau đó con cảm giác khó chịu trong lòng, tâm nổi lên như sóng biển. May con nhận ra sớm và sám hối ngay, đó là tính toán, là đối phó với Bồ Tát, là dối thầy, dối chính bản thân mình, và con xấu hổ vô cùng vì suy nghĩ trẻ con đó. Phương tiện 1. Bắt thân quy hàng. Sau thời gian bị tập khí sâu mũi dẫn đi, con tự nghĩ phải có cách nào dập tắt nó ngay, nếu không thì công phu vô ích. Nghĩ là làm, con phát nguyện với Bồ Tát như sau ạ. Thưa ngài, từ nay về sau, nếu bất cứ khi nào tâm ngã của con khởi lên thì ngay lập tức ngài trừng phạt cho con thật nặng với ạ. Bất ngờ hôm sau cái ngã nổi lên, khi ganh tị muốn tu được như bạn và nổi sân với người bán hàng. Ngay sau đó lồng ngực của con nóng lên hừng hực như sát ớt vào bên trong. Con khó thở, cảm giác như mới chạy bộ xa về. Con nhớ lại lời nguyện, con đau nhưng mừng lắm, vội đối trước ngài quỳ lạy, lập tức dập đầu sám hối cho nó bầm chán. Con đối ơn ngài đã cho con phương tiện rắn giỏi này. Con vừa sám hối vừa khóc trong vui mừng. Qua 3 lần được nhắc như thế, do sợ đau nên luôn quán xét không dám làm phạm nữa. May mắn cho con quá thầy ạ. Nếu còn nương nhiều cái thân này mà mặc cho nó làm chủ thì có lẽ đến bây giờ con vẫn còn là một kẻ nô lệ. Phương tiện 2. Quán tâm. Từ ngày tu học đến nay biết bao cảnh thử thách, kể cả trong mơ lẫn ngoài đời, cảnh kích lòng tham, may con đã nhận ra và dùng tâm xem nó diễn biến thế nào. Như có hôm con đi chợ mà người bán hàng vô cớ vẻ mặt khó chịu rồi làm đầy, con im lặng nhìn vào tâm xem có âm thầm của trách hay muốn nói lại hay không. Mới đầu khó thuần lắm ạ, con đã không vượt qua được cái miệng con đã nói, gì buôn bán mà khó chịu thế, thôi con không mua nữa. Rồi con rún xe đi không cho gì giải thích. Ngay chốc lát con dừng xe lại để nghĩ, có khi nào mình mang khẩu trang nên dì ấy lầm mình với ai không nhỉ, hoặc dì ấy mới gây với ai nên tạm thời chưa hạ được cảm xúc xuống. Mình cũng có lúc giận cá chém thớt mà. Ngay lúc đó con nghiêm nghị tát một cái bạt tai vào má thật đau, rồi nạt to, cái tội ngu si, tu mà cư xử như người thường, không làm chủ được cảm xúc, việc nhỏ vậy mà không kiềm được, vậy thì đọc kinh Địa Tạng làm gì ha? Nghĩ xong con liền quay lại mua và khuyên dì vui vẻ lên để mọi người đến mua hàng ạ. Con kính xin đa tạ Phật Pháp Tăng. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Ni So Ha.